là gì không mọi người? Đây là 10 kg heo rừng đó mọi người. Heo này là heo rừng nha mọi người. Nhưng mà heo này hình như là heo rừng. Trời, búng lại đây. Dày dày lắm. Này chưa nướng mà. Chưa nướng mà nó vậy rồi hồi sao rồi ăn ta? Lúc trước mấy anh em mình có ăn heo rừng, ăn heo gọi là tảng á mọi người. Từng tảng á, còn ở đây là nguyên một cái xới thịt của heo rừng luôn mọi người. Cái này là của một người anh gửi tặng mấy anh em mình nha. Nè anh nhá. Đố anh hấp nướng nguyên miếng này luôn. Trời ơi, nướng sao chín được. Đấy 2 ngày 3 đêm luôn á. Cái lớp da nó thôi là thấy khó chín rồi đó mọi người. Bữa nay mấy anh em mình sẽ chơi theo kiểu gọi là ướp sa tế, nướng cái miếng heo rừng này nhưng mà ăn không hết đâu cho nên là cắt phần nửa hoặc là chừa lại xíu nha mọi người, nhưng mà nướng thử coi là heo rừng này nó có ngon bằng cái heo rừng tảng không nha. Cái heo rừng này là không biết heo rừng gì nữa. Heo rừng tảng là sao? Trời ơi, cái da nó dày nè trời. Nè. Nào lấy mua cái nhíp nhỏ lòng nhìn da nó nè. Da nó dày khủng khiếp luôn mà trong da nó nhìn được mà. Nè, bên đây nè. Da nó có lông. Đó. Nó dày nè mọi người mà trong da nó có lông nữa. Ok. Rồi, bây giờ mấy anh em mình sẽ cùng nhau chế biến thử cái món này nha mọi người. Bây giờ mình sẽ xắt thử cái phần heo này ra nha mọi người. Đây, mình chắc tim mình ăn chắc không nữa à. Không được. Trời ơi. Thôi là cái dao này nó bén đó mọi người. Ở trong còn đá không vậy? Nghe hết rồi. Còn đá trên đây. Đây. Lấy đồ đóng vô đi. Trời ơi. Đã lắm mọi người. Cứng quá trời đã cứng luôn. Cứng ngắt luôn các bạn. Tu, dao bén dữ vậy. Vậy là dao đó lục. Nè. Cái này mình sắt lúc còn đá thì nó sẽ dễ sắt hơn mọi người. Từ giờ đi. Ăn khúc nào? Nhỏ đi. Anh thấy khúc nhỏ được rồi. Ăn không nổi đâu. Nè Sang, giải quyết đi Sang. Trời ơi, thấy ghê quá Giang ơi. Vậy cắt hẳn nha mọi người. Hay là hồi mình để cái nguyên một miếng dài vậy mình cắt nhiều ấy mình nướng ha nhỉ? Đúng rồi anh. Hồi mình chơi mình nè mọi người. Đây là cái phần bên trong đó nè. Thì heo rừng này nó cũng có rất là nhiều mỡ nha, nhưng cái phần mỡ nó là mỡ cứng hay sao á? Mỡ này không bao giờ ngán. Mỡ này là mỡ không có ngán. Thịt rồi mỡ nó kiểu như ba gọi luôn ha. Lúc trước anh em mình mua chưa trong bịch đó. À mình sắt mỏng. À. Cái này mình chưa sắt gì cắn với da mới đã. Dày thì mình nướng lên ở trong nó sẽ còn mềm, nó không có khô hết. Quan trọng là miếng da, nếu như mình nướng miếng da phải cho thì là chính. Người anh này chu đáo ha. Sẽ miếng này ngon nhất. Phải không? Ba chỉ luôn. Trời ơi. Ba chỉ heo rừng mọi người nè, nhìn nè. Lớp nào cái lớp đó nha. Bây giờ mình ốp hẳn vậy luôn ha. Nếu mà miếng này được thì miếng này quá ok rồi. Ừ. Hẳn ra hả? Ừ. Hẳn ra anh bẻ lại hẳn hả? Mấy anh em mình sẽ luộc trước nha mọi người. Luộc trước đều hồi khi nướng khi chiên gì á. Cái phần bên trong mà nó chưa chín á thì nó cũng đã chín ở chỗ luộc rồi. Nói chung là cho nó mau hơn mọi người chứ heo rừng này mà để nướng mà nguyên tải mà nó chín lâu dữ lắm luôn. Nấu lửa nhỏ nữa. Luộc trước thì tính. Cho miếng muối vô ha. Bây giờ mình sẽ sắt mỏng miếng ra mọi người để ướp nướng nha. Là mỏng chưa? Dày lắm cũng không sao. Miếng nướng miếng chiên đi. Heo rừng. Bây giờ mình sẽ ướp để nướng nha mọi người. Ướp thì mấy anh em mình ướp sơ tới tôm. Lắc lên. Lắc đi. Cái đấy. Sơ tới tôm. Con đi. Nè. Đâm. Đây. Sợ nó xì nha, về trong đây nó còn thêm lớp nữa các bạn. Hay ta. Hai chai đủ không? Chai nữa đi. Mấy cái bao tay đâu hết rồi ta? Có bao tay kìa. Bóp nó đúng rồi. Đúng rồi, phải bóp nó chứ. Ba chai đi mọi người. Một chai cho đậm đà. Tuyệt đối là không ướp đường nha. Không. Đây nó ngọt kìa. Đây, bên này mình ướp heo để chiên nha mọi người. Ướp muối ngọc yến chứ nước mắm. Ướp không bà. Bà giỡn mày kìa. Tao bếp đi xin lỗi nữa. Có luôn đấy, cho nó thơm. Bây giờ mình trước thì mình chế nước mắm cho mọi người. Muối ngọc yến. Cái phần thịt cục cục này là hồi mình luộc chấm mắm tôm nha mọi người. Thử bữa nay trải nghiệm 3 món luôn. Thôi rửa rồi mọi người luôn nha mọi người. Rồi miếng cho nó chiên. Rồi, nhanh ấy, để mặn nhanh ấy.
lạc chấm được nha, mặn là hết chấm nha. Rồi mình sẽ trộn cái phần này lên mọi người. Cái kìm hủ nữa quá vậy. Được rồi nhé. Chứ đừng muốn một miếng nó ngọt mà. Nó có gì ngọt đâu, nó mặn gì lắm á. Khi mà nó có gì ngọt rồi. Đầu biết người ta làm. Đây là ớt khô. Để luôn ha. Không biết, ơi mày ớt mày hỏi tao. Để luôn rồi, cho nó cay cay. Dừa ơi. Cay. Chiên nó sạch sủa đó. Dạ rồi. Tìm nó khô đều tìm nó ha. Bỏ vô. Bây giờ mình đẩy vô nồi luộc xong rồi nước cũng sôi rồi đó. Mà cái mâm này toàn là nước theo không sao đâu, mình đổ thẳng vô luôn. Giờ này cái gì xong ra luôn nha. Dạ mọi người, sắc sạch sỡ. Giờ mình sẽ ra mình nướng nha. Thơm quá. Đây là đã luôn á, bếp luôn á. Tại vì chảy thịt lên luôn. Tới nè. Dạ sau nha mọi người, mình vớt bọt ra nha. Nãy mình có vớt mớ rồi. Đây. Tại heo gần nè mọi người, cứng da nó cứng lắm, mình phải luộc cho nó lâu cho da nó mềm với thịt mình dễ ăn nha mọi người. Thế mọi người, giờ dầu cũng đã sôi rồi, giờ mình chiên thịt heo nha mọi người. Thì mấy anh em ngoài thì chở phần thịt nướng, còn mình ở đây thì mình chiên phần thịt heo chiên nha mọi người. Sao mọi người, thì phần thịt đầu tiên nó vàng rồi nè mọi người. Bây giờ mình gấp cho nha. Bồng lai tiên cảnh hay gì á. Này mới đúng là chuông bồng lai ngoái lai nè. Sau 7 lần 7 49 giờ thì cuối cùng thịt cũng đã chín nha mọi người. Giờ mấy anh em phải gấp ra thôi. Tại nãy là luộc sơ rồi cho nên nướng cũng nhẹ lửa là chín mọi người. Phan, chụp tay vô, chụp tay vô, dở ra. Rồi được rồi, để để. Bị mỡ heo nó ra mọi người. Rồi xong rồi nó bật lửa. À da vô giò. Muốn ăn ngon là phải cực gì đó mọi người. Quá trời ngon mọi người. Là chém mắm tôm mọi người. Bánh lên cho nó sườn. Này để chấm với heo luộc nha mọi người. Rồi. Mang lấy gì đã. Là ba món quá vip. Hi, hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Thanh Nhã TV. Thì như đầu clip tới giờ thì mấy anh em mình đang có trên bàn là một số món được chế biến từ thịt heo gừng nha mọi người. Thì đây chính là heo gừng nướng sa tế. Còn bên đây chính là heo gừng luộc để anh em mình chấm mắm tôm. Đây chính là heo gừng chiên. Đó. Nước miếng gì vậy? Nước miếng đậy họng. Rồi bây giờ mời tất cả mọi người cùng mấy anh em mình thưởng thức nha. Thì bây giờ mấy anh em mình ăn món nào, ăn chung một món đi. Rồi từ từ chuyển sang món khác. Chín đi, chín đi, chín đi. Món chín này, món nướng đi. Nướng ăn cho ngon. Cắt ra hay gì? Món này cũng chín. Cắt ra hay gì? Cầm nguyên miếng xé luôn. Trời ơi, được cái kéo chi trời ơi. Rồi dứt. Rồi mọi người. Có thịt đâu mọi người. Đây nè, cái này là vừa có thịt, có mỡ, có da luôn nha mọi người. Chấm muối ớt. Chấm muối ớt. Mọi người nha. Mời tất cả mọi người nha. Mời tất cả mọi người. Đã ngán rồi. Mọi người. Da với cái mỡ trước nè. Mời tất cả mọi người. Đúng dầu. Này bắt ai. Mời tất cả mọi người nha. Cái này dai giòn nha. Dai giòn. Không có dai lắm mọi người. Cái nghĩ là luộc á. Dai này không có dai lắm. Tại vì cái nghĩ luộc, luộc sẵn á mọi người. Đó. Ăn vừa ăn luôn. Chấm muối là quá đã luôn. Thiệt đây. Ngon. Đúng như lời Toàn nói. Thì cái món nướng này nó không bị dai quá. Nó vừa dai mà nó có giòn giòn sực sực của cái lớp da mọi người. Như là phần cái heo này mình ăn cảm nhận thì mình thấy giống y hệt cái heo lúc trước mình ăn cái tảng à. Thấy giống y chang à mọi người chứ nó không khác nha. Nó không khác gì mấy. Nhưng mà mình thấy có vẻ kiểu như nó tươi hơn. Ngon quá. Quá trời ngon luôn mọi người.
Đây mình kẹp rau nhiều vậy nè. Kẹp rau nhiều vậy nha. Cái mình chấm vô cái muối nha mọi người. Đây lia qua để mình chấm vô đây. Trời ơi nhìn muối nè. Rồi mình mời tất cả mọi người nha. Nó không bị quá dai đâu mọi người. Nó thơm, nó béo. Mỡ của nó rất là nhiều, lớp da sừng sực. Nói chung là rất là ngon. Món nướng này tuyệt vời. Ốp vừa ăn. Nhưng mà ăn một cái vô là biết thịt heo rừng liền. Đúng rồi. Bởi cá mọi người nha, thì mình ăn miếng da nha mọi người. Thì mình phải ăn da của heo rừng lắm. Tại vì da nướng lên dầu nữa. Mời mọi người nha. Cái da ăn gấp là da luôn mọi người. Ăn không có ngán nữa. Thì heo rừng lúc nào cũng dai, nói chung là ngon mọi người. Đây mời cơm, mời tất cả mọi người miếng dao nha. Léo lử luôn hết bằng dao. Da heo rừng này khác da của con heo. Heo không rừng nha mọi người. Thì da này nó giòn, chỉ là giòn giòn thôi á. Còn da kia thì nó mịn. Heo không rừng là heo gì anh ba? Heo không rừng, heo nuôi trong rừng, nuôi trong chuồng á. Heo này nuôi trong chuồng rồi. Ủa nhưng mà heo rừng đang nuôi trong chuồng được mà. Heo rừng. Tiếp tục. Tôi ăn không hút lên lời. Quá ngon mà. Quá ngon hay quá ngon? Ngon ngon. Heo rừng đó mọi người. Đặc biệt là cái da nha. Đặc trưng của nó là da. Ăn rất là ngon. Nãy luộc trước nó mềm. Mình ớt cũng dừa nữa. Nên vừa chấm vậy ăn rất là ngon, không có gì mà rất là điều gì mọi người. Quá đã. Rồi bây giờ sẽ thưởng thức tới phần đồ chiên nha mọi người. Đồ chiên à. Cảm ơn. Thank you. Anh ba. Cảm ơn. Tôi ăn lên gần. Chiên ngon lắm anh em. Ăn thịt cảm ơn. Này mà có cơm nguội mọi người. Phải có cơm á. Chiên phải có cơm. Nếu có cơm ăn một cái nha. Rồi thử ăn không khỏi chấm nha. Mới cáo người nha. Chiên thịt cứng hơn. Thịt cứng mà nó thơm. Thơm. Chiên xứng đáng không cơm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ngắt à. Và da vẫn không dai nha. Lắm. Mặn mặn ngon. Da không quá cứng. Mặn mặn ngon ok quá. Ngon quá. Đặc biệt cái mọi người. Mỡ của heo rừng nữa. Nó không có dạng nhưng mà nó xốp xộp luôn. Mỡ nó chắc. Ăn cảm giác nó béo mà nó chắc cái miệng mọi người, nhai không có bị mà bị bụng. Ngấy à. Không có ngấy. Ngon lắm, chiên ngon. Cứ mà mọi người nha. Thịt nó khô quá, chiên nó khô hơi bị khô nhẹ. Đúng rồi. Còn mà nướng thì nó không có khô mọi người. Mà thật cái da này không dám mà. Chiên này mọi người thấy ăn cơm hợp ngon hơn á. Thịt nướng thì ăn không á. Này có cơm nguội mà cơm cục á. Cơm 100% ngon luôn. Ngon nhìn miếng thịt nó đẹp nè. Điều da rồi tới mỡ rồi tới thịt rồi mỡ rồi tới thịt, thịt. Quá ngon vô miệng. Cơm cái nè bà kém nè mọi người. Đây mọi người ơi, đây là cái phần mắm tôm mà nãy Danh đã làm nha. Bây giờ mình sẽ lượm một cục thịt luộc này Danh. Dạ chấm vào mắm tôm nha Huyền. Rồi tao sọt tay qua tới. Cái món này tôi tâm đắc nha nè. Tâm đắc không? Tâm đắc. Ừ, tụi kém tâm đắc luôn. Tôi hình như tôi không ăn thịt luộc chứ. Nhìn cục thịt luộc nó ngán ngán á. Ăn mỡ vô nó một đợt đóng mỡ luôn. Luộc là nó vậy á. Mời cá mọi người nha. Ăn nguyên cục luôn rồi. Cũng ngon. Mời mọi người chấm nè. Mềm mềm, không bị dai. Mọi người da nó cũng giòn thường sụt vậy á. Tôi thấy được cái này cái da nó hơi dai không? Cái mỡ không phải dao. Cái mỡ không phải dao mà gần thịt gần mỡ á. Cái da nhưng mà ăn mỡ vô một cái đã vô cùng luôn. Nó béo lì mà hồng luôn mọi người. Còn cái da không có dai, da nó giòn. Ừ, da giòn luôn. Nói chung là ngon đó, nói chung là ngon. Nó ngon hơn là heo thường nữa. Mời mọi người nha. Luộc thì nó thịt nạc không sao mọi người, chứ mình nhìn mỡ mình thấy mình giàu. Mỡ thấy ngán ngược nha. Đúng rồi, luộc á
Này Danh, vô gắp cái này đi. Nè, gắp cho anh bỏ vô trong đây trắng nè. Thôi ăn thịt đi. Mình cái cũng quẹo luôn phải. Mình mở quẹo luôn hả? Mình ăn cục thịt nạc luôn rồi. Mình có cái gà quyên. Ăn miếng cơm. Mở ăn rồi nha. Trời ơi, trời ơi. Dễ quá mở. Nè. Nó cám ngồi nha. Ruột thịt ra nữa kìa. Ừ. Ruột thịt ra hơn. Để lắm á. Béo nhưng mà ruột lắm mà hai này ha. Ừ, nó ngon bằng. Nhà không bỏ hả? Ngon. Nó cũng ngon nhưng mà nó không ngon bằng nha mọi người. Ok, nói chung là ba món này món nào cũng tiệt, nhưng mà mình thấy theo mình thì mình thích ăn món chiên cơm. Tôi cũng ăn món chiên có cơm thì tuyệt vời luôn. Đúng rồi, nhưng mà heo này mắc hơn heo ta mà. Đúng rồi, đúng rồi, heo gần nó phải mắc hơn chứ. Đồ khoai ăn nướng à. Đồ khoai ăn bao thứ luôn, ba thịt heo rồi. Ok, nói chung là cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết cái buổi trải nghiệm ăn thịt heo gần này của mấy anh em mình nha mọi người. Nếu mà có món gì về heo gừng này ngon nữa mọi người comment cho mấy anh em mình biết chứ nha. Còn bây giờ thì thời gian đã dài rồi mọi người, mấy anh em mình xin kết thúc video tại đây nha. Nếu mọi người thấy video này hay, món ăn thịt này ngon, để lại cho anh em một like, một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.